chào mọi người đã quay trở lại với kênh xe Hyundai của Quy nha. Thì hôm nay Quy sẽ giới thiệu cho mọi người là một mẫu xe phân khúc B là chúng ta có thể dùng cho mục đích kinh doanh và mục đích chạy gia đình. Thì chi phí để bỏ ra chúng ta tậu một chiếc xe này như thế nào và hình thức trả góp như thế nào, rồi trả tiền mặt, chi phí lăn bánh bao gồm những chi phí nào, thì khoảng bao nhiêu, thì hôm nay Quy sẽ giới thiệu chi tiết xe và giới thiệu về tất cả các khoản phí cho mọi người cùng tham khảo nha. Rồi xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi clip nha. Đây là mẫu Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha quý anh chị. Thì Accent số sàn bản tiêu chuẩn này phía trước đây, mặt trước của xe. Xe được trang bị mặt ca lăng đây. Mặt ca lăng là dạng thiết kế là dạng theo hình giống như những cái hình mà thiết kế theo dân như kim cương vậy nha quý anh chị. Chúng ta nhìn nó sẽ sang nè, nó kèm logo Hyundai ở giữa, đây kèm logo Hyundai ở giữa. Nó logo Hyundai này được mạ rơm thì chúng ta nhân sẽ tạo điểm nhấn cho phía trước của xe. Về cụm đèn thì cụm đèn xe được trang bị là cụm đèn halogen, cốt pha halogen. Đó, đèn báo rẽ bên đây. Đó, đèn báo rẽ. Đây, cụm đèn cốt pha halogen. Phía dưới thì xe có đèn LED chạy ban ngày luôn nha. Khi xe mà vào số, hạ phanh tay, di chuyển thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Đó. Cái này kêu bằng đèn chạy ban ngày nha quý anh chị. Cái phần cản của xe thì cản của xe nó sẽ được sơn màu trắng cùng với màu thân xe. Đó. Đây chúng ta cùng tham khảo lại mặt phía trước của xe một lần nữa nha. Đó. Tiếp theo mặt trước của xe thì dưới nắp capo này là trang bị động cơ Kappa 1.4 MPI thì cho công suất là 100 mã lực. Rồi chúng ta cùng khám phá khoang động cơ của xe Hyundai Accent số sàn nha mọi quý anh chị. Đây. Đó. Đây thì xe được trang bị là động cơ Kappa 1.4 MPI thì xe này cho công suất là 100 mã lực, trang bị 4 xi lanh thắng hàng nha. Đó, phía trong đây, phía trong thì xe được trang bị thêm một lớp là này, lớp là lớp cách âm nha quý vị, thì giúp cho cái tiếng vọng của máy và khoang lái nó sẽ hạn chế đi, nó sẽ ít có âm thanh từ tiếng máy vọng vào, nên khi mà chúng ta khoang lái thì nó sẽ ok hơn. Xe đi kèm với động cơ 1.4 này là đi kèm với hộp số sàn 6 cấp, 6 tiếng một lùi nha quý anh chị. Đó. Đây, tiếng máy nó rất là ok luôn. Đó, chạy rất là giòn luôn. Rồi, chúng ta cùng khám phá là thang máy một lần nữa nha. Đây. Rồi, tiếp theo về mặt bên hông xe, chúng ta cùng khám phá mặt bên hông của xe Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha quý anh chị. Đây là mặt bên hông của xe. Thì xe được trang bị bánh mâm đây. Bánh mâm 15 inch, mâm thép. Ở phía ngoài nó sẽ có một cái nắp trang bị giống như là mâm giả vậy đó. Thì chúng ta nhìn cái xe nó sẽ sáng hơn. Thông số lốp. Lốp thì nó trang bị là lốp đây. 185/65R15 nha quý anh chị. Đó. Phía trên thì đèn báo rẽ nó sẽ tích hợp vào thân xe. Đây, đèn báo rẽ nó tích hợp vào thân xe. Gương thì gương vẫn là gương gập cơ, nhưng mà gương thì chỉnh điện nha quý anh chị. Đó, gương chỉnh điện. Tay nắm cửa cùng với màu thân xe. Đó. Đây, tay nắm cửa cùng màu thân xe. Mâm sau thì thông số cũng giống như mâm trước nha. Đó. Phanh nó thì trang bị là phanh tan chống nha quý anh chị. Phanh tan chống. Đó. Về mặt phía sau xe. Phía sau xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu dạng halogen. Đây, cụm đèn hậu dạng halogen. Đó. Rồi phía dưới là đèn báo rẽ, đèn lùi. Đó, đèn lùi. Phía trên thì logo Accent được mạ rơm để phía trên cái cụm đèn hậu, thì chúng ta nhìn nó sẽ thiết kế nó sẽ sáng xe và nhìn nó sẽ sang hơn. Logo Hyundai thì để phía dưới ở giữa nha quý anh chị. Đó, logo Hyundai ở giữa. Con này mở cốp, cốp trên chìa khóa và nút và mở cốp ở chỗ ghế tài á. Đó. Để Quy mở cốp cho quý anh chị cùng khám phá cái cốp này nó độ rộng nó như thế nào nha. Rồi, đây là cốp của Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn. Thì cơ bản nó cái dung tích của nó cũng giống như là cái cốp xe của Hyundai Accent số sàn bản full. Đó. Hàng ghế thứ hai thì nó sẽ không gặp được, nó sẽ cố định. Phía dưới của cái nắp cốp này nè thì nó sẽ có một cái bánh phụ và bộ đồ nghề để mình thay bánh. Đó. Bánh phụ thì là cùng mâm thép nha, mâm thép cùng kích cỡ như bánh chính.
và bộ đồ nghề theo xe luôn nha. Đó. Đây chúng ta cùng quan sát lại mặt phía sau của xe. Phía dưới bây giờ nó làm sẽ làm hai cái hốc gió giả nè, nó và nó là một cái lipo giả, thì chúng ta nhìn cái xe nó sẽ thể thao hơn và nó nhìn có cảm giác nó sắc sảo hơn nha quý anh chị. Đó, để quy đóng cái cốp lại. Đó, chúng ta quan sát lại mặt phía sau một lần nữa nha. Đó. Đây là thông số mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha. Thì mình đi đường kết hợp thì tầm khoảng 5,5 lít. Còn đường trong đô thị tầm khoảng 6,6 lít và đường ngoài đô thị tầm khoảng 4,7 lít. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu này tương đối tốt luôn nha quý anh chị. Xe được trang bị là anten dạng này là dạng cột thu sóng, dạng dây á. Thì mình vẫn đổi là dạng anten vây cá vẫn được nha. Đó. Hiện tại thì bên Quy vẫn có trang bị phụ kiện mà anten vây cá lại cho cái bản Accent Bay này nha. Rồi chúng ta cùng nhau khám phá khoang nội thất của Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha. Thì tông màu của nó vẫn là tông màu be và màu đen, hai màu chủ đạo. Thì hàng ghế thứ hai nè, nó sẽ trang bị cửa gió điều hòa sẵn cho mình luôn. Đây, thì mình đi vào mùa nóng á, mình sẽ cái độ làm mát của nó sẽ nhanh hơn và cái người ngồi hàng ghế thứ hai nó sẽ dễ chịu hơn. Đó, phía dưới nó có cổng 12V. Đây, phía dưới nó có cổng 12V để mình có thể gắn cái đầu biến thiên 5V cho mình sạc điện thoại luôn. Hàng ghế thứ hai thì trang bị ba cái tựa đầu và nó không có bệ titan ở giữa, thì để cho người ngồi giữa nó sẽ cảm giác nó dựa vào cái lớp nệm nó sẽ mềm, và cái bệ tựa đầu này mình đi ba người ngồi sau thì nó sẽ khỏe hơn, nó đỡ mỏi cổ nha quý anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau khám phá khoang lái nha. Rồi đây là khoang lái của Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha. Thì trên cái bệ tựa tay cửa tài thì nó sẽ có những phím lên xuống kính nè, lắp khóa cửa nè, khóa kính sau nè, khóa nâng hàng kính sau nè, rồi nút cắt phím chỉnh lồng gương này nha quý anh chị, thì gương chính điện của mình nè. Đó, rồi chúng ta vào khoang lái nha. Rồi bên trong khoang lái của xe Accent số sàn bản tiêu chuẩn này thì nó chỉ có trang bị điều hòa thôi. Đó, trang bị điều hòa. Rồi trên đồng hồ thì đồng hồ nó là đồng hồ dạng analog, là đồng hồ cơ á, kèm cái màn hình tắp lô khoảng 3.5 inch. Đó, đồng hồ khoảng 3.5 inch, ở giữa hiện thông số km nè, hiện thông số xăng nè, nó hiện thông số mức tiêu hao nhiên liệu nè. Rồi khi mà mình di chuyển thì chỗ có tay quy chỉ nè, nó sẽ hiện cái số luôn. Đó, nó hiện cái gợi ý cho mình lên số xuống số luôn. Hai đồng hồ thì nó sẽ báo đồng hồ tua và đồng hồ nhiệt bên đây, còn bên đây thì đồng hồ km và đồng hồ xăng. Đó. Trên vô lăng thì nó vẫn có các phím, phím này là phím đồng thời nắm tay. Đó, cái reset với chip này là để điều chỉnh cái màn hình tắp lô 3.5 inch này nè. Đó, đây là khoang nội thất của xe Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn nha. Thì tông màu nó màu đen như màu be. Đó, điều hòa nó thì điều hòa dạng núm chỉnh cơ. Đó, núm chỉnh cơ. Đây, hộp số, đây cần số thì cần số nó bọc da sẵn cho mình. Đó, đây cần số bọc da nè. Còn phía trên này thì nó là nhựa. Đó, hộp số sàn đây, hộp số sàn 6 cấp. Đó, và một số lùi 6 cấp tiến, một lùi. Phía dưới này nó có cổng đây, phía dưới này nè thì nó sẽ có cổng để mình mở điện. Đó, phía dưới này nó sẽ có một cổng, một cái tẩu thuốc nè, một cái cổng 12V nè. Đó, đây nè. Rồi một cái cổng USB. Đó. Rồi, chúng ta cùng khám phá nhìn lại khoang nội thất của xe một lần nữa nha. Vừa rồi thì Quy vừa giới thiệu chi tiết về xe Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn. Thì đây là một mẫu xe phù hợp cho các hình thức vừa kinh doanh, vừa chạy gia đình, hoặc là hình thức cho thuê tự lái nè. Đó, hình thức kinh doanh anh chị chạy ráp, chạy taxi rồi đó. Thì cái dòng xe này cái chi phí bỏ ra nó rất là rẻ luôn nha quý anh chị.
Giá xe niêm yết hiện tại tại đại lý Hyundai Tedo là 426.100.000. Đó, quý anh chị mua xe ký hợp đồng xuất xe trong tháng 5 thì Quy sẽ trang bị luôn cho quý anh chị là cái màn hình DVD Android. Đây, cái màn hình DVD Android lên đây luôn. Đó. Đó, như vậy thì mình về chiếc xe của mình nó sẽ nhìn, nó sẽ trang bị, nó sẽ đầy đủ hơn nha quý anh chị. Thì chi phí mà để chúng ta lăn bánh chiếc xe này là bao nhiêu? Chi phí mà để lăn bánh chiếc xe thì là tổng hết là tầm khoảng 471 triệu là tại các tỉnh miền Tây nha quý anh chị. Quy đang tính tại các tỉnh miền Tây. Trả góp thì quý anh chị chuẩn bị cho Quy tầm khoảng 119 triệu nha. 119 triệu là đã bao gồm luôn chi phí lăn bánh. Hiện tại thì bên Quy đang hỗ trợ những gói dai việc dai từ 5 đến 10 phút. Nếu quý anh chị, cái điều kiện tiên quyết là nếu quý anh chị không bị nợ xấu thì sẽ việc dai trong 5 đến 10 phút nha quý anh chị. Đó. Nguồn thu đồ thì chỉ cần ổn định thôi. Đó, nguồn thu chỉ cần ổn định thôi. Thì lãi suất như thế nào? Hiện tại thì Quy đang hỗ trợ gói, bên Quy đang hỗ trợ liên kết với ngân hàng á, lãi suất ưu đãi là 0.57 trên tháng, 0.57% trên tháng. Tức là 100 triệu quý anh chị sẽ trả khoảng 570 ngàn trên một tháng thôi. Đó, trên một tháng thôi. Là ưu đãi nguyên một năm đầu luôn. Sang năm thứ hai thì lãi suất nó sẽ dao động theo biên độ dao động của lãi suất ngân hàng nhà nước nha. Đó. Thì chiếc Accent số sàn bản tiêu chuẩn đấy nè, quý anh chị chuẩn bị cho Quy là 119 triệu nha. 119 triệu, đó, bao gồm chi phí lăn bánh luôn. Đó. Thì hàng tháng quý anh chị góp 7 năm thì hàng tháng những năm đầu á thì mình góp những tháng đầu tiên là tầm khoảng 6 triệu 4. 6 triệu 4 thì lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau thì anh chị tầm khoảng là 6 triệu 4 rồi 6 triệu 350, 6 triệu 3 đó, nó sẽ giảm dần về sau. Sang năm thứ hai thì nó có thể tăng nhẹ do nó sẽ tăng theo là biên độ lãi suất biên độ dao động của ngân hàng nhà nước á. Đó. Rồi, quý anh chị có nhu cầu tham khảo về xe nè, liên hệ về tham khảo giá xe nè, tư vấn xe nè, cứ liên hệ với Quy nha. Quy sẽ tư vấn cho quý anh chị đầy đủ chi tiết của xe. Hiện tại thì ưu đãi nó chỉ đến ngày 31 tháng 5 thôi. Ưu đãi nó rất là tốt luôn, cái ưu đãi mà Quy mới báo cho quý anh chị đó. Rồi, xin cảm ơn quý cô chú quý anh chị đã theo dõi clip nha.